gặp nhau như thế nào? Mình còn nhớ ấn tượng lần đầu tiên không? Em kể cho. Rồi em kể đi. Lần đầu gặp nhau là ở trong công ty. Em không có thích ảnh, em cũng không để ý nữa. Tại ông cổ lũ sĩ lắm chị. Mặc đồ tinh nói áo cỡ ba để lại á. Quần thì tinh xấu xí lắm, không có đẹp xíu nào hết. Xấu xí lắm, không có đẹp xíu nào hết. Để ý em hồi nào cũng không biết nữa. Cái nào sao anh? Trời ơi, anh kể. Anh kể thì để ý em sao kể. Bữa đó có nhân viên mới vô. Rồi mọi người đang đứng họp. Bạn ảnh này vô. Vô nhìn giống Nai lắm. Nhìn đi lơ ngơ này. Em nhìn em rất là mắc cười, rất là buồn cười luôn. Đầu tiên thấy nó nhìn cũng nhỏ nhắn, cũng xinh, cũng rất có cảm tình. Đó là lần đầu tiên tụi em gặp nhau. Ai tới bắt chuyện với ai trước, ai tỏ tình? Thời gian đầu đó là ảnh dễ thương, bởi vì rất là nhiều cái bạn ở trong công ty lại nói chuyện. Bởi lúc đó em nghĩ là thôi lại nói chuyện, lúc đó cũng có em chắc thích rồi. Nhưng mà em nói chuyện sợ là bạn lại chảnh nữa, thôi em không nói chuyện. Khoảng 2-3 tháng đầu là em không nói chuyện. Nhưng mà cũng có cảm giác rất là thích, rất là quan tâm của bạn nhà ở đâu, hoặc là làm như thế nào, được em cũng rất là quan tâm. Rồi đến khi nào mới chính thức yêu nhau, bao lâu? Dạ khoảng 8 tháng sau. 8 tháng sau? Dạ. Làm gì mà chậm như vậy? 8 tháng sau là ổng thương em chứ em chưa thương ổng đâu á. Bao lâu em mới thương ổng? Chắc cũng phải cả năm mấy sau á là mới thương thiệt. Ổng làm gì mà thương? Tại ổng tốt quá. Nhớ nụ hôn đầu của hai đứa như thế nào không? Sau 8 tháng đó rồi em chuyển công ty khác, em không làm chung với anh nữa. Cái bữa chuyển đầu tiên em qua bên công ty mới em làm á, nhắn tin em hỏi thăm, rồi anh có hỏi thăm lại em. Và mọi người trong công ty cũng nhắn tin hỏi thăm em coi công việc như thế nào. Mà bình thường đâu có quan tâm em đâu, sau bữa đó nhắn tin hỏi thăm rất là nhiều luôn. Tại thấy đi rồi đó, khi nào thường thường mất rồi mới thấy biết quý. Cái em cảm thấy em mừng quá trời mừng luôn. Sợ là không biết có bạn nào trong công ty có đùa hay không nữa không, hay là thật sự là anh có nhắn tin cho em, hay là đa nghi quá à. Lo 8 tháng rồi có được đền đáp đâu. Rồi sao mà hung, tôi đang hỏi cái vụ hung. Dạ rồi từ từ em sẽ kể đúng cái đó. Rồi xong cái bữa tối em lên em xác nhận lại, chờ anh làm về. Làm sao em đứng trước ngõ em chờ coi anh phải là người nhắn tin cho em hay là ai giỡn. Thứ tự em hỏi anh phải có người nhắn tin cho em không? Phải, nó phải. Em rất là mừng cái em hung luôn. À, mừng quá cái nhà hung luôn. Nhà hung đại. Hung đại luôn. Ông đại. Nó anh bị đứng hình đơ người rồi, không có nói gì luôn. Không nói luôn, em nghĩ là anh chắc rồi cũng có cái tình cảm với em. Mà hung ngoài đường luôn hả? Dạ đúng, ngoài đường luôn chị. Rồi em mới bày tỏ tình cảm với em là em thích anh trong mấy tháng như vậy rồi, nhưng mà em ngại nữa em không có nói. Là hung trước rồi tỏ tình sau. Dạ đúng rồi. Là thành công luôn. Không có thành công. Em đâu có em nghĩ là thành công rồi cho người ta hung vậy bà. Ổng cướp với chị ý. Em kể cho nghe cái này là chắc là tỏ tình được hay không cũng lời được nụ hôn đó. Ổng khôn lắm chứ đâu phải là gì đâu chị. Rồi vậy thêm mấy tháng sau rồi lúc đó là mới yêu, mới chịu. Dạ đúng rồi, mấy tháng sau nữa em mới chịu. Tại vì em không có thương ổng. Cái thời gian đầu á thích em không nói. Đi mua đồ ăn cho em còn tính tiền nữa mà ai biết đâu thương. Kêu tới mức độ vậy. Cái gì? Đi mua đồ ăn giùm em á còn tính tiền nữa. Tính tiền em á hả? Là đi mua về vòng xong rồi kêu em trả tiền lại hả? Rồi mà em cũng trả nữa hả? Trả chứ sao không, thì ghét. Con gái nói ghét là thương. Đừng nghe những gì con gái nói. Ủa sao kỳ vậy? Em yêu người ta, em theo đuổi người ta mà sao đi mua đồ ăn cho người ta tính tiền? Tại lúc đó là ổng chưa có nói là ổng thích em. Nhưng mà tự nhiên vậy ai mượn đi mua đồ ăn? Em nhờ. Tại lúc đó cũng... hay trả tiền, em mua gì là trả, em trả hết, làm như không có muốn mắc nợ hết. Rồi trả thì em tự trả hay người ta đòi? Em tự trả, nhưng mà anh thích em thì anh giả bộ chứ tao không lấy đâu, mày cầm đi, vậy đi, không nói gì hết, ai biết. Cũng là em. Nhưng mà tao nghĩ sao mà em, nhưng mà em nghĩ sao em lấy tiền của người ta? Tại lúc đó dưới tay tiền em rít, vô tay em tiền, vô tay em rít thôi em lấy luôn. Bởi vậy tốn năm mấy cua đáng lắm, không có gì hết. Chứ trả tiền xong rồi có dính liền rồi không chịu. Mốt đi, ổn quên không được, có người yêu rồi. Tưởng tôi dạy cho anh khóa, dạy được luôn hả? Ồ, ghê. Ghê em ế lâu không? Ghê, ế lâu à. Rồi sao? Còn những cái kỷ niệm vui buồn nào trong tình yêu của hai bạn nữa không? Lúc mà tôi tình về chị là anh không có phản ứng gì hết trơn á. Trên đường chạy về, em chạy về khoảng 20 cây số. Rồi em chạy trên đường chạy về, em mừng, vui lắm nha, rất là vui. Bình thường em chạy lẹ lắm, nhưng mà tiểu tối em chạy còn có tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Em về tới nhà vừa mở cửa ra, mở cửa không gọi ra, cái nhắn tin cho em đó, chưa đồng ý. Tại người ta chưa thích em mà. Thôi vậy là được rồi, có hung cái là vui rồi. Bình thường em đi làm ở dưới Long Thành đó, khoảng 5 giờ ra, 7 giờ mới lên tới. Mà lên lần nào anh cũng tỏ ra rất là buồn, rất là khó chịu. Em cũng không biết lý do tại sao luôn nữa.
Cái em về em có nói với ba, cái ba em nói là cứ tiếp xúc nhiều càng nhiều rồi thì nó từ từ sẽ có phát sinh tình cảm. Thế từ cái anh từng em lên 2 lần, xong cái em từng em lên 3 lần, từ từ rồi anh mới cảm giác thích em. Sao bắt đầu khi mà quen nhau chính thức rồi đó, bắt đầu thương nhau thiệt rồi đó, thì có cái gì vui? Kỷ niệm vui, em thấy lúc nào cũng vui hết á chị. Kỷ niệm buồn à? Buồn cả buồn. Ông này kể đó. Kể đi anh. Có một lần cũng gần xém chia tay chị. Tại vì bữa đó em đi làm về á, em về rất là mệt rồi. Cái em lên chơi, vừa lên cái thấy bạn bè ánh rồi vui quá, rồi vui lên vô nhà chơi mà không có nói em tiếng nào hết á. Em lên em thấy buồn rồi. Đó, mình muốn lên có một cái không gian riêng để nói chuyện, riêng ánh nói tâm sự. Coi như là hôm đó là có lịch hẹn thông thường là lên. Dạ, bữa nay hẹn bạn không có báo cho em biết trước. Dạ, cái em ngồi nói em cũng không nói gì hết. Xong cái bạn ấy kêu em đi đốt bếp. Đi đốt bếp để nướng thịt. Em giận rồi, em đâu có đi, em ngồi chỗ luôn. Rồi xong cái anh đi xuống dưới bếp rồi lên lại thấy em ngồi chần chần nữa. Thấy bực mình cự nữ em lắm đâu, thấy gương mặt đổi sắc liền. Rồi xong cái rồi em cũng không có đi luôn. Em đó em ra rất là giận, em không đi. Rồi xong lát cái anh bạn bè ăn uống rồi xong cái anh ra dẫn xe sắp xếp ở chỗ ngay. Cái lúc đó trời tối nữa, em sợ ánh vẫn không nổi rồi té. Em chạy ra, em chụp chiếc xe, cứ ngắt như em đứng như cái ánh dựng tới đẩy tôi cũng không được mà kéo luôn cũng không được luôn. Cái nhìn rất trời tối nhìn không thấy em nữa. Cái nhìn ở sau cái hết hồn, thấy bóng đèn hết hồn, cái la làng lên, quay lại chửi em quá trời luôn. Em chửi gì? Ta giữ xe cho em chửi gì? Em kêu bị khùng hả, đứng sau lưng la lên. Ai muốn vậy? Cút đi chú khác. Lèm quá trời luôn. Đang bực mình trong lòng mà khó chịu lắm. Thì bao nhiêu là tự nhiên ông đụng vô em cái làm xả hết trơn luôn, bao nhiêu làm xả hết á. Đang có cục tức nãy giờ rồi. Bạn bè ra đứng thấy hết trơn. Dạ. Cái ai cũng nhìn em hết. Cái em ngại quá trời không biết trốn chỗ nào. Cái em cũng nhịn đợi tí xíu với bạn bè anh về, có thể em bước em dẫn xe em về luôn. Hai tay anh ôm xương dòng rất đau. Đôi vai anh man nỗi buồn rất lâu. Trên đường em chạy về em nói thôi, không có biết suy nghĩ gì cho người khác hết, không có quan tâm, không có nghĩ đến cái cảm xúc của em hết. Em về nói thôi, không có thương thì thôi, không nói một tiếng cho người ta biết. Rồi thấy người ta còn tính nữa. Rồi trên đường em về tới cầu hôm nay em nói thôi quyết định rồi, thôi chia tay. Em nghĩ trong bụng là chia tay hay là em nói với cậu là chia tay? Em nghĩ trong bụng thôi. Rồi, tại vì lúc đó anh tỏ thái độ, rất là tỏ thái độ với em. Thái độ là không có hài lòng. Rồi cuối cùng là có nói chia tay với nhau không? Không, cái em về tới nhà, nguyên đêm đó em không ngủ được. Khoảng tới 4 giờ sáng cái em nói thôi, mới có vấn đề đơn giản như vậy mà không vượt qua được. Nói thì sao mà nói thương người ta được. Em cũng đợi của anh có xin lỗi em không? Em sợ bị quả báo á. Má em cứ chửi em là hả? Mẹ ấy đi, mẹ muốn quả báo cho con, gặp thằng tốt không biết thương. Em sợ quả báo quá nên là bữa đó là em khóa cái Zalo ổng, cái xong rồi tự nhiên cái bữa đó em muốn mở lên để đọc lại tin nhắn cũ á, cái em thấy hiển thị tên người yêu cũ ông lên. Trời, em kêu trời, mới có ngày thôi, 2 ngày mà giờ đăng tên người yêu cũ lên rồi. Trời, em tức chị, em tức mà không thể nào nói, khóc quá trời công ty luôn. Xong rồi mấy bạn công ty thấy vậy cái đầu nhắn tin cho ổng, cái ổng chạy xuống em, cái đầu lúc đó là huề với nhau đó. Rồi giờ hai bạn đã có quyết định gì chưa, đã có dự định gì cho tương lai chưa, ra mắt gia đình lúc nào? Ra mắt cách đây 1 năm, hai bên thì ủng hộ. Từ đây đến ngày cưới thôi, còn những khó khăn gì cho trong cái ngày cưới của mình không? Còn chị chứ, cầu hôn em. Em nhắc hoài luôn mà chưa cầu hôn. Chưa cầu hôn mà định ngày cưới rồi. em không biết cách tổ chức như thế nào hết trơn. Chị thấy hai bạn cũng còn rất là trẻ, thế mình nghĩ là mình đã hiểu hết nhau chưa? Nói đi. Anh thì tính tình thì em chấp nhận, nhưng mà chỉ có một thay đổi chút xíu thôi, đừng cằn nhằn, bớt cằn nhằn lại. Rất hay cằn nhằn em. Khó lắm em ơi, tại vì phụ nữ hai em cằn nhằn hết chứ. Em thì hay lộng cộng, không có được nhanh nhẹn. Rất là hay cằn nhằn em. Rồi em chỉ có vậy. Rồi còn anh? Dạ em thì em không có mong thay đổi gì hết á. Dạ tại vì nói chung là ảnh quá hoàn hảo rồi trong mắt em rồi. Hoàn hảo sao cự anh gọi. Kiếm chuyện để có chuyện để cãi vậy. Thế em có thấy ảnh là chậm chạp không? Dạ, bản tính con người nó vậy rồi chị ơi. Thì em nhanh nhẹn thì ổng chậm chạp, bù trừ cho nhau hết rồi cũng nếu vậy hết. Thôi bớt cằn nhằn người ta đi. Quen miệng rồi. À, cái đó là quen miệng thôi. Bình thường hàng ngày mình thấy điều đó mình cảm thấy nó phiền phức. Nhưng cứ thử một ngày nào đó em không nghe cô ấy cằn nhằn, em sẽ cảm thấy cuộc sống em nó thiếu thốn như thế nào. Yeah. Nếu hai bạn muốn, hai bạn cứ thử đi. Cứ thử đi, tại hiện tại là mình đang có một cái lập trình, một cái thói quen trong cuộc sống. Hằng ngày mình sẽ làm điều đó cho nhau. Mình bỗng một lúc nào đó cái thói quen trong cuộc sống nó bị cắt đoạn. Lúc đó các bạn mới biết là mình đang mất mát và thiếu thốn, và mình cần điều gì để mình biết trân trọng và quý cái mình đang có hơn. Bởi vì thật sự
hỏi là hỏi cho vui thôi. Chứ Tường nghĩ rằng rất khó để cho một người có thể thay đổi những cái thói quen, bởi vì người ta nói là gian sang dễ đổi, bản tính khó dời. Và khi yêu nhau không phải là mình mong muốn nhau phải thay đổi điều gì, mà khi yêu nhau là mình làm sao để mình thích nghi mỗi ngày với cái người mà mình yêu thương, thì như vậy nó mới là hạnh phúc, mới là vững bền. Hỏi là hỏi vậy thôi, để cho mình nói ra, để mình biết cái nguyện vọng, cái tâm tư của nhau, để làm gì, để hai bạn hiểu rõ nhau hơn và cùng nhau xây dựng mỗi ngày cho cái mái ấm gia đình của hai bạn. Đó là cái lời khuyên chân thành về Tường dành cho hai em còn rất trẻ, rất là dễ thương luôn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Rồi. Dạ em có một món quà muốn tặng cho anh. Trời ơi. Cái này anh cầu hôn em. Trời ơi. Cầu gì ước thấy cầu luôn. Cầu hôn là phải cầu hôn, cầu là phải cầu. Cầu phải nói cái gì chứ, tự nhiên anh cầu hôn em. Lấy anh nghe vợ. Em đồng ý. Đồng ý chưa? Anh đồng ý cũng được chiếc nhẫn vậy. Trời ơi, thì cái cô này á. Cảm ơn anh. Đợi mãi mới được á. Anh cầu hôn rồi đó nha. Sao cảm giác của em như thế nào? Lời cầu hôn như vậy có vừa lòng em không? Có cảm thấy hạnh phúc chắc không? Phải thiếu bên này nữa mới được. Cô cầu hôn là một chiếc thôi chứ. Em thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hạnh phúc ha. Cố gắng giữ cái hạnh phúc này mãi mãi nha. Chúc hai em hạnh phúc.